16 bang của Đức đã nhất trí với kế hoạch ngừng đeo khẩu trang và xét nghiệm định kỳ hàng loạt tại các trường tiểu học và trung học trong vài tháng tới. Quyết định trên báo hiệu sự trở lại bình thường cho hàng triệu học sinh trong cả nước sau hơn 2 năm áp đặt các biện pháp phòng chống dịch trong trường học. Tuy nhiên, sau thông báo trên, một số bang vẫn tỏ ra thận trọng, thậm chí có ý kiến cho rằng không nên chủ quan khi nguy cơ biến thể mới vẫn còn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.